Cuối giờ chiều nay, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Hôm nay, ngày 25 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận 26 ca mắc mới, trong đó có 19 ca đã cách ly, 2 ca trong khu phong tỏa và 5 ca cộng đồng. Hai chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao phức tạp là Lò Mổ Đà Sơn, hôm nay ghi nhận 8 ca mắc, nâng tổng số đến nay là 25 ca. Ngành y tế đã xét nghiệm gần 13.000 mẫu, test nhanh 209 người tại 8 nơi, phát hiện 5 ca dương tính. Xét nghiệm lại qua real-time PCR thì đúng 3 ca dương tính, còn lại chưa có kết quả. Các địa phương đã xử lý 11 vụ vi phạm phòng chống dịch liên quan đến việc không đeo khẩu trang, tập trung đông người và vi phạm trật tự đô thị. Đánh giá cảng cá Thọ Quang, Lò Mổ Đà Sơn và các chợ truyền thống có khả năng lây nhiễm cao nên có biện pháp mạnh, giám sát nghiêm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị tạm dừng hoạt động cảng cá vào ngày mai ngày 26 tháng 7, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ những người ra vào cảng cá. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhận định cảng cá Thọ Quang là chuỗi lây nhiễm cao, liên tục phát sinh khá nhiều ca mắc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thống nhất tạm dừng hoạt động tại cảng cá Thọ Quang. Sở Nông nghiệp và Sở Công Thương là ngay khẩn trương là có phương án là phân phối cá đến tận chợ chứ không có để tiểu thương tới tinh thần như đề xuất của Sở Nông nghiệp ngày hôm qua. Chúng ta phân phối tới tận chợ theo nhu cầu của các chợ, thì khẩn trương trong tối hôm nay rà soát và xét nghiệm lại tất cả những người có liên quan đến cảng cá Thọ Quang, kể cả những người ở nhà và có cái Lò Mổ Đà Sơn, kể cả cái tiểu thương bán thịt bán cá ở tất cả các chợ trên địa bàn thành phố, thì khẩn trương trong tối hôm nay ngày mai phải các địa bàn địa phương là phải thực hiện cái việc này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các địa phương phân bổ lực lượng tăng cường, quyết liệt kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, dịch bệnh còn phức tạp liên quan đến khu cách ly, đề nghị quận huyện khẩn trương thiết lập các khu cách ly mới, phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường thiết lập thêm các nhà vệ sinh di động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi người cách ly tại nhà, trong đó đối tượng cách ly ngay từ đầu và đối tượng đã hoàn thành cách ly. Đồng thời thống nhất tạm dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang từ trưa mai ngày 6 tháng 7, tạm thời trong vòng 7 ngày, yêu cầu Ban Quản lý Cảng Cá thông báo cho nhân dân. Đề nghị địa phương khẩn trương hoàn thành xét nghiệm cho những người liên quan đến cảng cá và Lò Mổ Đà Sơn vào ngày mai. Liên quan đến Lò Mổ Đà Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ngay từ tối hôm nay, đề nghị phối hợp với quận Liên Chiểu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại cái Lò Mổ Đà Sơn. Nông nghiệp này, công thương này, quận Liên Chiểu này phải kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm đối với những trường hợp mà vi phạm cái công tác phòng chống dịch tại cái Lò Mổ Đà Sơn.